Tối ngày 2 tháng 4, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đến sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu mà chủ nhà Hà Nội để thua đầy bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Rangoon United. Cùng đi với ông thầy người Hàn Quốc còn có cậu con trai Park Chan-sung. Ông Park Hang-seo chia sẻ về con trai của mình. Con trai tôi đang làm ở một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi. Park Chan-sung cũng biết đôi chút về bóng đá. Chính vì vậy ở ASEAN vừa rồi, cậu ấy cũng có cung cấp cho tôi một số thông tin hữu ích về các đối thủ của Olympic Việt Nam. Tôi trước nay cứ nghĩ cậu ấy không biết gì nhiều. Tôi với cậu ấy chỉ dành thời gian cho nhau nhiều nhất là khi nói về công việc của Park Chan-sung mà thôi. Khi tôi sang Việt Nam làm việc thì con trai tôi còn nói với tôi một câu rằng bố hãy cố gắng thực hiện lối bóng đá mà bố mong muốn. Có vẻ như câu nói đó hàm chứa một ý gì đó thể hiện rằng cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Khi nhận ra cậu con trai của huấn luyện viên nổi tiếng nhất Việt Nam, Hàn Quốc cũng như Đông Nam Á, nhiều cổ động viên cũng như giới truyền thông đã đến chụp ảnh cùng Park Chan-sung. Người thanh niên 34 tuổi này rất vui vẻ chụp ảnh giao lưu cùng những người bạn Việt Nam, những người đã dành nhiều tình cảm cho cha của anh kể từ khi ông chuyển đến và liên tiếp giúp bóng đá Việt Nam tạo nên những bất ngờ. Ngày 2 tháng 4, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân. Theo đó, cầu thủ này bị cấm thi đấu hết lượt đi và phạt tiền lên đến 20 triệu đồng. Nguyên nhân đến từ tình huống tự đá về lưới nhà một cách khó hiểu của cầu thủ này. Ban kỷ luật VFF đã khép Văn Quân vào khoản 2, điều 54 quy định kỷ luật của VFF. Đồng nghĩa với việc xét thấy dấu hiệu có biểu hiện dàn xếp, móc ngoặc, nhường điểm hoặc bán độ, căn cứ vào tài liệu chuyên môn. Theo quy định của VFF, cầu thủ bị kỷ luật có quyền khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại. Cựu đội trưởng của Cần Thơ sẽ làm việc với câu lạc bộ để gửi đơn xin giảm án, xem xét kỷ luật thỏa đáng để không ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Cần Thơ và bản thân cầu thủ này. Vào lúc 17:30 ngày 3 tháng 4, vòng đấu tiếp theo của K-League sẽ khởi tranh và Công Phượng đang đứng trước cơ hội rất lớn để đá chính sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu trước đó. Sau trận thua trước Suwon, huấn luyện viên Andersen của Incheon cũng khẳng định Công Phượng đã có màn trình diễn tốt và đã rất nỗ lực. Trận đấu giữa Incheon và Daegu sẽ diễn ra lúc 17:30 ngày 3 tháng 4 và được Thể thao 247 tường thuật trực tiếp trên website thethao247.vn. Ngoài ra, hôm nay Xuân Trường và Văn Lâm nhiều khả năng sẽ ra sân thi đấu. Xuân Trường đã bị đầy ải trên băng ghế dự bị nhiều trận và anh hy vọng sẽ trở lại ở trận đấu này. Trong khi đó, Văn Lâm dưới chiêu đãi huấn luyện viên mới dường như không bị ảnh hưởng nhiều tới suất bất chính. Đá sớm nhất vòng này, Man United đã có cơ hội lấy lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng họ lại thất bại với mục tiêu này. Thi đấu trên sân nhà của Wolverhampton là điều không hề dễ dàng dù Man United có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của McTominay ở phút thứ 13. Nhưng sau đó họ bị gỡ hòa ở phút thứ 25 và tới phút thứ 57, Ashley Young bị thẻ vàng thứ 2 và MU chơi với 10 người kể từ đó. Đến phút thứ 77, Smalling đã phản lưới nhà và thua trận 1-2 chung cuộc. Để thua trận này, MU đang đá nhiều hơn Arsenal và Tottenham một trận nhưng đứng ở vị trí thứ 5 với 61 điểm.